tội cô Hằng nghe nè, cô Hằng cô có cái tội rất lớn, là tội của cô, tôi nói cho nha, tội cô là tội nói đúng, nói rất chính xác, nói rõ ràng, nói minh bạch, nói không khoan nhượng, như Võ Nhân Yên là anh hùng cái rúng gan á, đó theo nó ăn trộm ăn lừa, nó bẻ tay bẻ họng ta, còn kia ăn trộm 14 tỷ biết nào nó thu vô 96 tỷ, 56 tỷ nó nói 14 tỷ sao? Cho nên cô nói đúng, hời Linh không tin được, đùng cái nó còn được chu quy chương vàng nữa. Tội cô là tội nói đúng thôi, không có tội gì hết, tội nói đúng. Tôi thấy cô có tội nói đúng.